rất là đẹp. Đây này nha mọi người, ở chỗ này là gần cái khu nhà công vụ của công ty nhiệt điện á mọi người. Thế như hồi chỗ đó người ta đang phơi guốc kìa mọi người, thấy không? Theo như cái cô lúc nãy, ủa chị lúc nãy nói thì dắt khoảng 4-5 giờ là có hải sản vô rất là nhiều nha mọi người. Mình thấy là có ghe đang cập vô. Mình đi tìm mua hải sản ở trong Duyên Hải thì gặp được chị mới bắt con này con cua gì chị? Cua đá này mọi người, ngon quá trời luôn nè mọi người. Nè chị đây. Mọi người có vô trong gần nhà máy nhiệt điện á, thì nhớ nếu có gặp chị á, thì nhớ mua ủng hộ giùm chị nha. Cái này giá nhiêu một ký vậy chị? 150 ngàn. Dạ 150 ngàn, con cua quá trời bự luôn. Rồi cái này cho em một ký nó nhiều không chị? Cái cua bự này cái nó không có mấy con, anh có mấy con chứ. Cứ cần thử 1 ký còn mấy con thì bình thường bắt vậy đó hả? Không đi hồi em mượn chị gọng sáng mai em ra. Hậu ơi, con chờ ốc chút với Hậu ơi. Con chờ chờ chút xíu anh. Đây có một vỏ cá nữa nha. Này cá gì vậy? Cá đù. Có con chờ đẳng con mượn mà rộng. Ủa, bên đó con gì? Cá ngát hả? Cá ngát. Trời ngon quá ha. Đó, 1 ký là 1 ký mốt luôn nè. Cần em ký rưỡi đi. Dạ, sợ con mượn bự nữa. Được mốt ra em mua nữa cho. Em chỉ mấy đứa kia ra mua cho. Rồi lấy cái số điện thoại của chị đi. Đây chị Út nha mọi người. Dạ. Cũng không con nữa. Dạ. Cua đá. Có con gì khác nữa không? Con đó con ốc gì chị? Con ốc, cái này là cái con ốc bưng ốc đúa rồi ốc gai chứ. Con cá. Con ốc này, cái con ốc này là con ốc đúa, còn ốc này thì nó ăn nó hơi nhẵn nhẵn cho kia con ốc đắng. À dạ. Con ốc này ăn kỳ bú hay lắm nè. Rồi con nè. Con giờ đẳng con mượn mẹ động cái này dùm út đi. Sáng có người lại lấy cái này ha. Rồi. Mày lấy đại 2 ký đi chị. Để lăn khoa Hậu ơi. Thì bỏ thêm đi. Vậy là lấy em cân cầm cái bịch lại đi, em mua 2 ký luôn đi. Thấy ngon quá. Đủ mấy con bự bự cho em đi. Rồi để em bóc cái bự cho nè. Mình sẽ mua 2 ký luôn nha mọi người. Mình thấy cái cua này ngon quá trời. Cái càng nó quá trời bự luôn nè. Cái càng chắc thịt lắm vậy thịt hả chị? Ngon lắm. Cua này. Cầm gì? Cầm dưới. Ủa nó ngộ vậy hả? Dạ nó quéo lại vậy. Nó quéo lại nè. Vậy nè mọi người. Đây là con cua đá. Con đó nữa là được. Con đó hơn 2 ký rồi. Dạ vậy tính 2 ký giác đi. Đây mình phát hiện cái dây đậu nha.